Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy khủng muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Kiorit và nó có tên riêng phía sau các bạn. Nó là một cây RMB 343D. Đấy, RMB 343D. À, mình cũng xin nhắc lại với các bạn nha. RMB 341 và RMB 343D là một nha các bạn, giống hệt như nhau, không khác gì. Ở đây nó có cái tem theo bài đây các bạn, xem ha. Đấy. Còn đây này, đấy, đó là cái một cái RMB 343D made in Japan ha. Đấy. Một cái máy rất là đẹp, đẹp tuyệt vời luôn, rất là hoàn hảo luôn, không có điểm trừ nào hết các bạn, không có điểm trừ nào hết nha, đẹp tuyệt vời. Nó mang một cái chụp giật thường nha các bạn, chụp giật thường không có trợ lực nha. Những cái dòng máy không có trợ lực này nó rất là khỏe, hơi nó rất là dữ. Nó mang một cái chế quả khí hai kim nha các bạn, chế quạt khí Zen Watt Komatsu hai kim. Đấy. Ở đây nó có cây tốc độ cao nè, là cây chỉnh gà cuối đó các bạn. Khi các bạn muốn chỉnh cây này các bạn lên hết gà để chỉnh nha, chỉnh sao cho nó khỏe nhất và nó nổ bốc nhất ha, thì ok. Các bạn chỉnh, các bạn lên hết gà các bạn siết vào hoặc là nới ra gì đó cho nó máy nó chạy gióng ngọn lên ha, các bạn trả ra nửa tua là vừa ha. Và ở đây nó có cái tốc độ thấp ở đây để chỉnh cầm chân và nhạy nổ nha các bạn. Đấy. Cây này thì phải để ganh ti mà chỉnh nha, cây này phải để hết gà mà chỉnh nha. Ở đây dòng máy này là nắp xăng, có nắp xăng kính các bạn, kiều riết là lúc nào nắp xăng cũng kính mít hết. Còn dây nữa nè ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Xăng ở đây là xăng 95 nha, nhớt ở đây là nhớt hai thì nha. Các bạn dầu các bạn mua nhớt xịn sò cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không được pha thấp dưới 50cc nha. Nó phải từ 50cc trên 1 lít xăng trở lên. 50cc là thấp nhất nha, 1 lít xăng pha 50cc. Hoặc 60 hoặc 70 chứ không được thấp hơn 50cc nha. Đó, dầu các bạn mua nhớt xịn sò cỡ nào đó, các bạn nghe khuyến cáo của mình đi, đừng có nghe khuyến cáo ở trong cái chai nhớt là máy bạn đi toi đấy ha. Hơi rất là dữ, rất là đẹp luôn, kéo không ra luôn nha. Đấy, đẹp xuất sắc luôn, các bạn nhìn xem máy cực kỳ hoàn hảo luôn ha. Có chân dựng nè ha, tum gời ha, công tắc được bố trí đây ha, dây ga xịn sò ha, RMB 343D, tay nắm cũng như cái đệm hồng đây, móc dây đeo đây ha, cụm ra đây, tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải có tay gà bóp ha, đã cần lắp 25 zin của Kiorit nha. Và ở đây nó có cái cùi chống dân cỏ ha, cụ dân cỏ. Và dưới này nó có chấm mài mòn luôn. Đây. Chấm mài mòn ha, phía dưới chấm mài mòn, phía trên chấm dân cỏ, rất là tuyệt vời luôn ha. Đấy, dao Makita. Tổng thể cái máy đây nha. Rồi mình nổ cho các bạn xem. Nghe tiếng gầm ti và tiếng nổ lớn của nó để các bạn cảm nhận nha. Rồi. Đầu tiên thì máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha. Còn khi một khi nó đã nổ rồi các bạn giật là nó nổ thôi, không cần phải làm gì cả nha, không cần phải bơm xăng thêm, không cần phải đóng e gì hết, giật là nó nổ thôi. Ví dụ như bây giờ nó đã lên xăng là mình kéo là nó nổ thôi nha. Rồi, để mình nổ thử, mình chạy ganh ti cho các bạn nghe nha. Hơi đó nha, mình kéo hơi cho các bạn nghe, nghe cái tiếng hơi nó nghe hực hực nha. Đấy, cái hơi nó
các bạn quan sát nha. Cực kỳ chắc luôn nha, rồi nổi nha các bạn. Tưng 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 rất là chậm gãy luôn nha. Cái máy này đặc biệt mình sử dụng đánh cước nha, máy này chuyên đánh cước và cắt dao thì nó vô tư luôn, có nghĩa là không cần phải suy nghĩ, dao nào nó cũng đảm đương nổi hết. Dao 4 tấc nha, dao 3 tấc rưỡi ha, dao 3 tấc, dao tròn ha, dao 3 cạnh, dao găng cưa gì nó đảm đương cũng tất tần tật hết. Còn đánh cước nó rét rét rất là ngon luôn. Cái này thì thổi lá thì vô địch rồi ha. Thổi lá gắn canh, gắn canh quạt gió để mình thổi lá thì hết ý luôn. Cái nòng của nó là 37 ly nha các bạn. Dên dài, bánh chấn to. Rất là khỏe luôn. Đấy. Rồi mình nổ lại nha. Bạn thấy nó cái mức độ bốc nó cỡ nào chưa? Rồi cái video mình giới thiệu cây Kyoris RMB343D nòng 37 ly đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin chào các bạn nha.